Kinh Trung A Hàm 29 Kinh Đại Câu Hy Tôi nghe như vậy Một thời Phật du hóa tại thành Vương Xá Trong rừng Trúc Vườn Cananda Bấy giờ vào lúc xế chiều Tôn giả xá ni tử Từ chúa tính tọa đứng dậy Đi đến chỗ tôn giả Đại câu Hina chào hỏi lẫn nhau Rồi ngồi xuống một bên Tôn giả xá nê tử nói với tôn giả đại câu hy na như vậy Tôi có điều muốn hỏi, mong ngài nghe cho chăng? Tôn giả đại câu hy na trả lời rằng Thưa tôn giả xá nê tử, ngài muốn hỏi điều gì xin cứ hỏi Tôi nghe rồi sẽ suy nghĩ Tôn giả xá nê tử hỏi rằng Này hiền giả đại câu hy na Có điều kiện nào mà nhân điều kiện đó? mà tỳ kheo thành tiểu kiến được tránh kiến đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp không tôn giả đại câu hiên la trả lời rằng có vậy thưa tôn giả xá nê tử đó là có tỳ kheo biết bất thiện và biết căn của bất thiện thế nào là biết bất thiện ác hành của thân là bất thiện ác hành của khẩu là bất thiện và ác hành của ý là bất thiện đó là biết bất thiện thế nào là biết bất thiện căn tham là căn của bất thiện nhuế và si là căn của bất thiện đó là biết căn của bất thiện này tôn giả sáng nế tử nếu có tỳ kheo biết bất thiện và biết căn của bất thiện như vậy đó là tỳ kheo đã thành tiểu kiến được tránh kiến Đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp. Tôn giả Xá Nê tử nghe rồi khen rằng: "Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Câu-hi-la." Tôn giả Xá Nê tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. Tôn giả Xá Nê tử lại hỏi rằng: "Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại có điều kiện nào mà nhân điều kiện đó tỳ kheo thành tiểu kiến được tránh kiến đối với pháp được hoại tịnh và thể nhập chánh pháp chăng? Có vậy, thưa tôn giả xá ni tử, đó là có tỳ kheo biết thiện và biết căn của thiện. Thế nào là biết thiện? Diệu hành của thân là thiện, diệu hành của ý và khẩu là thiện, đó là biết thiện. Thế nào là biết căn của thiện? Vô tham là căn của thiện, vô nhuế và vô si là căn của thiện. Đó là biết căn của thiện. Này tôn giả xá ni tử, nếu có tỳ kheo biết thiện và biết thiện căn như vậy, đó là tỳ kheo đã thành tiểu kiến, được tránh kiến đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp. Tôn giả xá ni tử nghe rồi khen rằng, lành thay, lành thay, hiền giả đại câu hiu na, tôn giả xá nê tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. Tôn giả xá nê tử lại hỏi rằng, hiền giả đại câu hiên la lại có điều nào mà nhân điều đó tỳ kheo thành tiểu kiến, được tránh kiến đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập tránh pháp chăng? Tôn giả Đại Câu Hiên La trả lời rằng có. Thưa tôn giả xá Nê Tử, nghĩa là tỳ kheo biết như thật về thức ăn biết như thật về tập của thức ăn thực diệt và thực diệt đạo của thức ăn thế nào là biết như thật về thức ăn có bốn loại thức ăn một là đoàn thực thô và tế hai là xúc thực ba là ý tư thực bốn là thức, thức thực đó là biết như thật về thức ăn thế nào là biết như thật về tập của thức ăn? Do ái mới có thức ăn, đó là biết như thật về tập của thức ăn. Thế nào là biết như thật về diệt của thức ăn? Ái diệt tức là thức ăn diệt, đó là biết như thật về diệt của thức ăn. Thế nào là biết như thật về diệt đạo của thức ăn? Tám chi thánh đạo, từ tránh kiến cho tới tránh định là tám đó là biết như thật về diệt đạo của thức ăn tôn giả xá nê tử nếu có tỳ kheo biết như thật về thức ăn biết như thật về tập của thức ăn thực diệt và thực diệt đạo của thức ăn như vậy đó là tỳ kheo đã thành tiểu kiến được tránh kiến đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập tránh pháp tôn giả xá nê tử nghe rồi khen rằng lành thay, lành thay, hiền giả đại câu hiu na Tôn giả xá nê tử khen ngợi rồi, hoan hỷ phụng hành Tôn giả xá nê tử lại hỏi rằng Hiền giả đại câu hiu na Lại còn có điều nào mà nhân điều đó tỳ kheo thành tiểu kiến Được tránh kiến đối với pháp được bất hoại tịnh Và thể nhập tránh pháp chăng Có, thưa tôn giả xá nê tử Đó là có tỳ kheo biết như thật về lậu biết như thật về lậu tập của lậu diệt của lậu và diệt đạo của lậu thế nào là biết như thật về lậu có ba lậu là dục lậu hiếu lậu và vô minh lậu đó là biết như thật về lậu thế nào là biết như thật về tập của lậu do vô minh mới có lậu đó là biết như thật về tập của lậu thế nào là biết như thật về diệt của lậu do vô minh diệt thì lậu diệt đó là biết như thật về diệt của lậu thế nào là biết như thật về diệt của thế nào là biết như thật về diệt đạo của lậu tám chi thánh đạo từ tránh kiến cho tới tránh định là tám đó là biết như thật về diệt đạo của lậu này tôn giả xá nê tử nếu có tỳ kheo biết như thật về lậu biết như thật về nậu tập của nậu, diệt của nậu và diệt đạo của nậu như vậy, đó là tỷ kheo đã thành tiểu kiến, được tránh kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập tránh pháp. Tôn giả Xá nê Tử nghe rồi khen rằng, lành thay, lành thay, hiền giả đại câu hiu na. Tôn giả Xá nê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. Tôn giả Xá nê Tử lại hỏi rằng, Hiền giả đại câu hư na lại có điều nào mà nhân điều đó tỳ kheo thành tựu kiến được chánh kiến đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp chăng có thưa tôn giả sáng ni tử đó là tỳ kheo biết như thật về khổ biết như thật về khổ tập khổ diệt và khổ diệt đạo thế nào là biết như thật về khổ sinh khổ lão khổ bệnh khổ tử khổ oán tắng hội khổ, ái biệt ni khổ, sở cầu bất đắc khổ, nói tóm lại ngũ thành ấm khổ, đó là biết như thật về khổ. Thế nào là biết như thật về khổ tập? Do náo tử mới có khổ, đó là biết như thật về khổ tập. Thế nào là biết như thật về khổ diệt? Náo tử diệt tức khổ diệt, đó là biết như như thật về khổ diệt. Thế nào là biết như thật về khổ diệt đạo Tám chi thánh đạo từ tránh kiến cho đến tránh định là tám Đó là biết như thật về khổ diệt đạo Này tôn giả xá nơi tử Nếu có tỳ kheo biết như thật về khổ Biết như thật về khổ tập, khổ diệt và khổ diệt đạo như vậy Đó là tỳ kheo đã thành tiệu kiến Được tránh kiến đối với pháp được bất hoại tịnh Và thể nhập tránh pháp Tôn giả xá nê tử nghe rồi khen rằng Lành thay, lành thay, hiền giả đại câu hi la Tôn giả xá nê tử khen ngợi rồi hoan hỉ phụng hành Tôn giả xá nê tử lại hỏi rằng Hiền giả đại câu hi la lại còn có điều nào mà nhân điều đó tỳ kheo thành tiểu kiến được tránh kiến Đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập tránh pháp chăng Có, thưa tôn giả xá nê tử đó là có tỳ kheo biết như thật về già chết biết như thật về tập khởi của già chết diệt của già chết và diệt đạo của già chết thế nào là biết như thật về già đó là người kia già cả đầu bạc răng dụng sự cường tráng càng ngày càng suy giảm thân còng chân vẹo cơ thể nặng nề hơi thở đưa lên chống gậy mà đi thịt teo rút da nhăn như cây gai các căn rụng rời nhan sắc xấu xí đó là biết như thật về già thế nào là biết như thật về chết đó là chúng sanh kia và tất cả chủng loại sai biệt của chúng sanh kia khi mạng chung cơn vô thường đến thì chết rồi chôn và tan giá tuổi thọ chấm dứt và bị phá hoại mạng căn bế tắc đó là của chết trước kia là nói về già đây là nói về chết Đó gọi là não tử Đó là biết như thật về não tử Thế nào là biết như thật về tập của già chết Đó là do sanh mà có già chết Đó là biết như thật về tập của già chết Thế nào là biết như thật về diệt của già chết Đó là sanh diệt tức già chết diệt Đó là biết như thật về diệt của già chết thế nào là biết như thật về diệt đạo của già chết tám chi thánh đạo từ tránh kiến cho đến tránh định là tám đó là biết như thật về diệt đạo của già chết này tôn giả xá nê tử nếu có tỳ kheo biết như thật về già chết biết như thật về tập của già chết náo tử diệt của già chết và diệt đạo của già chết như vậy đó là tỳ kheo đã thành tiệu kiến được tránh kiến đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp tôn giả xá nê tử nghe rồi khen rằng nành thay nành thay hiền giả đại câu hi la tôn giả xá Lê tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành tôn giả xá nê tử lại hỏi rằng hiền giả đại câu hi la lại còn có điều nào mà nhân điều đó tỳ kheo thành tiểu kiến được tránh kiến đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp chăng có thưa tôn giả xá nê tử đó là có tỷ kheo biết như thật về sanh biết như thật về tập của sanh diệt của sanh và diệt đạo của sanh thế nào là biết như thật về sanh đó là chúng sanh kia và tất cả chủng loại sai biệt của chúng sanh kia đến lúc sanh thì sanh đến lúc xuất thì xuất đến lúc thành thì thành khi phát khởi năm ấm liền có mạng căn đó là biết như thật về sanh thế nào là biết như thật về tập của sanh do hiếu mà có sanh đó là biết như thật về tập của sanh thế nào là biết như thật về diệt của sanh hiếu diệt tức sanh diệt đó là biết như thật về diệt của sanh thế nào là biết như thật về diệt đạo của sanh tám chi thánh đạo từ chánh kiến cho đến chánh định là tám đó là biết như thật về diệt đạo của sanh này tôn giả sáng lê tử nếu có tỳ kheo biết như thật về sanh, biết như thật về tập của sanh, diệt của sanh và diệt đạo của sanh như vậy, đó là tỳ kheo đã thành tiểu kiến, được tránh kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập tránh pháp. Tôn giả Xá Nê Tử nghe rồi khen rằng, Nành thay, nành thay, hiền giả đại câu hiu na, tôn giả Xá Nê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. Tôn giả Xá Nê Tử lại hỏi rằng, hiền giả đại câu hiên na lại còn có điều nào mà nhân điều đó tỳ kheo thành tựu kiến được tránh kiến đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập tránh pháp chăng có thưa tôn giả xá ni tử đó là có tỳ kheo biết như thật về hiếu biết như thật về tập của hiếu diệt của hiếu và diệt đạo của hiếu thế nào là biết như thật về hiếu có ba hiếu là dục hiếu sắc hiếu và vô sắc hiếu đó là biết như thật về hiếu thế nào là biết như thật về tập của hiếu do thủ mà có hiếu đó là biết như thật về hiếu tập thế nào là biết như thật về hiếu diệt thủ diệt tức hiếu diệt đó là biết như thật về hiếu diệt thế nào là biết như thật về hiếu diệt đạo tám chi thánh đạo từ chánh kiến cho đến chánh định là tám đó là biết như thật về hiếu diệt đạo này tôn giả xá nê tử nếu có tỳ kheo biết như thật về hiếu biết như thật về hữu tập hữu diệt và hiếu diệt đạo như vậy đó là tỳ kheo đã thành tiệu kiến được tránh kiến đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập tránh pháp tôn giả xá nê tử nghe rồi khen rằng lành thay lành thay hiền giả đại câu hy la Tôn giả xá nê tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. Tôn giả xá nê tử lại hỏi rằng, Hiền giả đại câu hiu na, lại còn có điều nào mà nhân điều đó tỳ kheo thành tiểu kiến, được tránh kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập tránh pháp chăng? Có, thưa tôn giả xá nê tử, đó là có tỳ kheo biết như thật về thủ, biết như thật về thủ tập, thủ diệt và thủ diệt đạo thế nào là biết như thật về thủ đó là bốn thủ dục thủ giới thủ kiến thủ và ngã thủ đó là biết như thật về thủ thế nào là biết như thật về tập của thủ do ái mà có thủ đó là biết như thật về tập của thủ thế nào là biết như thật về diệt của thủ nghĩa là ái diệt thì thủ diệt đó là biết như thật về diệt của thủ Thế nào là biết như thật về diệt đạo của thủ? Tám chi thánh đạo, từ tránh kiến cho đến tránh định là tám. Đó là biết như thật về diệt đạo của thủ. Này tôn giả sám lê tử, nếu có tỳ kheo biết như thật về thủ, biết như thật về tập của thủ, diệt của thủ và diệt đạo của thủ như vậy, đó là tỳ kheo đã thành tiểu kiến, được tránh kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập tránh pháp Tôn giả xá nê tử nghe rồi khen rằng Nảnh thay, nảnh thay Hiền giả đại câu hiên la. Tôn giả xá nê tử khen ngợi rồi hoan hỉ phụng hành Tôn giả xá nê tử lại hỏi rằng Hiền giả đại câu hiên la, lại còn có điều nào mà nhân điều đó tỳ kheo thành tiểu kiến được tránh kiến Đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập tránh pháp chăng Có, thưa tôn giả xá nê tử đó là có tỳ kheo biết như thật về ái, biết như thật về tập của ái, diệt của ái và diệt đạo của ái. Thế nào là biết như thật về ái? Có ba ái: dục ái, sắc ái và vô sắc ái, đó là biết như thật về ái. Thế nào là biết như thật về tập của ái? Do thọ mà có ái, đó là biết như thật về tập của ái. Thế nào là biết như thật về diệt của ái? Thọ diệt tức ái diệt đó là biết như thật về diệt của ái thế nào là biết như thật về diệt đạo của ái tám chi thánh đạo từ tránh kiến cho đến tránh định là tám đó là biết như thật về diệt đạo của ái này tôn giả xán ế tử nếu có tỳ kheo biết như thật về ái biết như thật về tập của ái diệt của ái và diệt đạo của ái như vậy đó là tỳ kheo đã thành tiệu kiến được tránh kiến đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp tôn giả xá ni tử nghe rồi khen rằng lành thay lành thay hiền giả đại câu hiu la tôn giả xá ni tử khen ngợi rồi hoan hỉ phụng hành tôn giả xá ni tử lại hỏi rằng hiền giả đại câu hiu la lại còn có điều nào mà nhân điều đó tỳ kheo thành tiểu kiến được tránh kiến đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp chăng? Có, thưa tôn giả xá nê tử. Đó là có tỳ kheo biết như thật về thọ, biết như thật về tập của thọ, diệt của thọ và diệt đạo của thọ. Thế nào là biết như thật về thọ? Có ba thọ, lạc thọ, khổ thọ và bất lạc bất khổ thọ. Đó là biết như thật về thọ thế nào là biết như thật về tập của thọ do xúc mà có thọ đó là biết như thật về tập của thọ thế nào là biết như thật về diệt của thọ do xúc diệt nên thọ diệt đó là biết như thật về diệt của thọ thế nào là biết như thật về diệt đạo của thọ tám chi thánh đạo từ tránh kiến cho đến tránh định đó là biết như thật về diệt đạo của thọ này tôn giả sáng đi từ nếu có tỳ kheo biết như thật về thọ biết như thật về tập của thọ diệt của thọ và diệt đạo của thọ như vậy đó là tỳ kheo đã thành tiệu kiến được tránh kiến đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập tránh pháp tôn giả xá nê tử nghe rồi khen rằng nảnh thay nảnh thay hiền giả đại câu hiên la tôn giả xá nê tử khen ngợi rồi hoan hỉ phụng hành Tôn giả Xá Nê Tử lại hỏi rằng Hiền giả Đại câu Hiên La lại còn có điều nào mà nhân điều đó tỳ kheo thành tiểu kiến được tránh kiến Đối với Pháp được bất hoại tịnh và thể nhập tránh Pháp chăng Có thưa tôn giả Xá Nê Tử Đó là có tỳ kheo biết như thật về xúc Biết như thật về tập của xúc Diệt của xúc và diệt đạo của xúc Thế nào là biết như thật về xúc Có ba xúc Nạc xúc khổ xúc và bất nạc bất khổ xúc, đó là biết như thật về xúc. Thế nào là biết như thật về tập của xúc do sáu xứ mà có xúc, đó là biết như thật về tập của xúc. Thế nào là biết như thật về diệt của xúc, sáu xứ diệt tức xúc diệt, đó là biết như thật về diệt của xúc. Thế nào là biết như thật về diệt đạo của xúc, tám chi thánh đạo từ chánh kiến đến chánh định là tám đó là biết như thật về diệt đạo của xúc này tôn giả xá lê tử nếu có tỳ kheo biết như thật về xúc biết như thật về tập của xúc diệt của xúc và diệt đạo của xúc như vậy đó là tỳ kheo đã thành tựu kiến được tránh kiến đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp tôn giả xá lê tử nghe rồi khen rằng nành thay nành thay hiền giả đại câu yên la Tôn giả xá nê tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành. Tôn giả xá nê tử lại hỏi rằng, Hiền giả đại câu hiên na, lại còn có điều nào mà nhân điều đó tỳ kheo thành tiểu kiến được tránh kiến? Đối với Pháp được bất hoại tịnh và thể nhập tránh Pháp chăng? Có, thưa tôn giả xá nê tử, đó là có tỳ kheo biết như thật về sáu xứ Biết như thật về tập của sáu xứ Diệt của sáu xứ và diệt đạo của sáu xứ Thế nào là biết như thật về sáu xứ Nhãn xứ, nhí xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ Đó là biết như thật về sáu xứ Thế nào là biết như thật về tập của sáu xứ Do danh sắc mà có sáu xứ Đó là biết như thật về tập của sáu xứ Thế nào là biết như thật về diệt của sáu xứ Danh sắc diệt tức sáu xứ diệt Đó là biết như thật về diệt của sáu xứ Thế nào là biết như thật về diệt đạo của sáu xứ Tám chi thánh đạo từ tránh kiến cho đến tránh định là tám Đó là biết như thật về diệt đạo của sáu xứ Này tôn giả xá nê tử nếu có tỳ kheo biết như thật về sáu xứ, biết như thật về tập của sáu xứ, diệt của sáu xứ và diệt đạo của sáu xứ như vậy, đó là tỳ kheo đã thành tiểu kiến được tránh kiến đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập tránh pháp tôn giả xá nê tử nghe rồi khen rằng nành thay nảnh thay hiền giả đại câu hương na tôn giả xá nê tử khen ngợi rồi hoan hỉ phụng hành tôn giả xá nê tử lại hỏi rằng hiền giả đại câu hương na Này còn có điều nào mà nhân điều đó tỳ kheo thành tiểu kiến được tránh kiến đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp chăng có thưa tôn giả xá nê tử đó là có tỳ kheo biết như thật về danh sắc biết như thật về tập của danh sắc diệt của danh sắc và diệt đạo của danh sắc thế nào là biết như thật về danh sắc đó là bốn ấm phi sắc là danh thế nào là biết về sắc bốn đại và sắc do bốn đại tạo đây là nói về sắc trước đó nói về danh đó là danh sắc đó là biết như thật về danh sắc thế nào là biết như thật về tập của danh sắc do thức mà có danh sắc đó là biết như thật về tập của danh sắc thế nào là biết như thật về diệt của danh sắc thức diệt tức danh sắc diệt đó là biết như thật về diệt của danh sắc thế nào là biết như thật về diệt đạo của danh sắc Tám chi thánh đạo từ tránh kiến cho đến tránh định là tám Đó là biết như thật về diệt đạo của danh sắc Này tôn giả xá ni tử Nếu có tỳ kheo biết như thật về danh sắc Biết như thật về tập của danh sắc Diệt của danh sắc và diệt đạo của danh sắc như vậy Đó là tỳ kheo đã thành tựu kiến được tránh kiến Đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập tránh pháp Tôn giả xá lợi phất nghe rồi khen rằng Nảnh thay, nảnh thay hiền giả đại câu hiu na tôn giả xá nê tử khen ngợi rồi hoan hỉ phụng hành tôn giả xá nê tử lại hỏi rằng hiền giả đại câu hiu na lại còn có điều nào mà nhân điều đó tỳ kheo thành tiểu kiến được tránh kiến đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp chăng có thưa tôn giả xá nê tử đó là có tỳ kheo biết như thật về thức biết như thật về tập của thức Diệt của thức và diệt đạo của thức Thế nào là biết như thật về thức Có sáu thức Nhán thức, nhí thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức Đó là biết như thật về thức Thế nào là biết như thật về tập của thức Do hành mà có thức Đó là biết như thật về tập của thức Thế nào là biết như thật về diệt của thức Hành diệt tức thức diệt đó là biết như thật về diệt của thức. Thế nào là biết như thật về diệt đạo của thức? Tám chi thánh đạo từ tránh kiến cho đến tránh định là tám, đó là biết như thật về diệt đạo của thức. Này tôn giả xá nê tử, nếu có tỷ kheo biết như thật về thức, biết như thật về tập của thức, diệt của thức và diệt đạo của thức như vậy, đó là tỷ kheo đã thành tiểu kiến, được tránh kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp tôn giả xá nê tử nghe rồi khen rằng lành thay lành thay hiền giả đại câu hiêu na tôn giả xá nê tử khen ngợi rồi hoan hỉ phụng hành tôn giả xá nê tử lại hỏi rằng hiền giả đại câu hiêu na lại còn có điều nào mà nhân điều đó tỳ kheo thành tiệu kiến được tránh kiến đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp chăng có thưa tôn giả xá nê tử Đó là có tỳ kheo biết như thật về hành Biết như thật về tập của hành Diệt của hành và diệt đạo của hành Thế nào là biết như thật về hành Có ba hành, thân hành, khẩu hành và ý hành Đó là biết như thật về hành Thế nào là biết như thật về tập của hành Do vô minh mà có hành Đó là biết như thật về tập của hành Thế nào là biết như thật về diệt của hành Do vô minh diệt tức hành diệt Đó là biết như thật về diệt của hành Thế nào là biết như thật về diệt đạo của hành Tám chi thánh đạo từ tránh kiến cho đến tránh định Là tám đó là biết như thật về diệt đạo của hành Này tôn giả xá nê tử nếu có tỳ kheo biết như thật về hành, biết như thật về tập của hành, diệt của hành và diệt đạo của hành như vậy, đó là tỳ kheo đã thành tiểu kiến, được tránh kiến đối với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh pháp, tôn giả xá nê tử nghe rồi khét rằng nành thay nành thay hiền giả đại câu hiên na tôn giả xá nê tử khen ngợi rồi hoan hỉ phụng hành. tôn giả xá nê tử lại hỏi rằng hiền giả đại câu hiên na nếu có tỳ kheo mà vô minh đã dứt minh đã phát sanh thì vị ấy còn phải làm những gì nữa? tôn giả đại câu hiên na trả lời rằng Thưa tôn giả xá nê tử Nếu có thầy tỳ kheo mà vô minh đã dứt Minh đã phát sanh Thì vị ấy không còn gì phải làm nữa Tôn giả xá nê tử nghe rồi khen rằng Nảnh thay, nảnh thay Hiền giả đại câu hiên na Tôn giả xá nê tử khen ngợi rồi hoan hỷ phụng hành Hai vị tôn giả cùng nhau nói về nghĩa như vậy Thầy đều hoan hỷ phụng hành Từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi 29 kinh đại câu hina hết